Rồi, ok, xin chào các bác. Thì đây là cái video quay bằng con Velvet và 50 ở chế độ là Full HD 60fps nhé. Mình đang đi bộ ở một cái con đường làng thôi. Nó đang vào cái lúc mà cái mặt trời nó đang bị che bởi cái đám mây, không thì rất là nắng. Đó, các bác có thể thấy. Ok, mình đang đi bộ nhé. Ở trên màn hình ấy, hiện tại mình thấy con V50 nó chụp rung tốt hơn, nhưng mà không biết ra máy tính thì nó thế nào. Ok, mình sẽ thử mấy cái bông hoa này xem thế nào. Đây. Đó. Rồi. Ok, mình sẽ đi tiếp. Bây giờ mình sẽ thử chạy xem thế nào nhé. Chạy nào. Đó, đang chạy đó. Đó. Đang chơi, đang quay phim. Ở trong này có một vườn lan rất là lớn, nhưng mà thôi không vào nữa. Đó. Ok, đây là quê mình nên nó cũng không có nhiều cái cảnh đẹp cho lắm. Xem mấy cái bông hoa này thôi. Ok. Gió khá là lớn các bạn, không biết là cái con nào nó có bắt nét được không. Rồi. Cái con V50 bị cháy luôn, cái con Velvet nó cân bằng sáng tốt hơn. Đây là cái video 4K 30fps nhé. Cái con V50 nó không lấy nét được luôn, không hiểu tại sao. Đó. Đó, cái con Velvet nó vẫn lấy nét được tốt hơn. Rồi, ok. Chạy thử phát nhé. Xem cái bông hoa nhỏ này xem thế nào nào. Cái bông hoa nhỏ này thì không có nào bắt nét được cả. Còn V50 không bắt nét được con bông hoa này luôn, màu vàng này này. Không hiểu tại sao luôn. Rồi, ok. Ok.
Chờ một tí. Bây giờ mình kệ rồi. Đây là cái video bằng cam trước. Cái con V50 ấy, nó chỉ có Full HD mà 30 FPS thôi. Còn cái con Velvet ấy, nó lại có những lên hẳn 4K cơ. Có cả Full HD và 60 FPS, nhưng mà mình đang để ở chế độ là Full HD 30 FPS thôi nhá. Vì con V50 chỉ có tới đó thôi. Đây là cái video bằng cam trước nhá. Mình sẽ đi một tí, mình chạy lại cái cam trước thì chắc chắn là cái con Velvet có thể nó sẽ hơn nhiều, tại vì cam trước của nó những 16 chấm cơ mà. Đấy. Mấy thằng bé nó khóc ở đằng kia. Rồi mình sẽ chạy về, mình sẽ chỉ chạy nhá. Ok, chạy nào. Ok, thế là đủ rồi. Đi về nào. Rồi ok, xin chào các bác. Thì đây là cái video quay đêm ở 1080 60 FPS nhé. Ở cái đường quê cho nên là cái ánh điện nó hơi bị kém. Này. Nhưng mình thấy là cái con Velvet chụp đêm và quay đêm có vẻ đuối, không ổn cho lắm. Đây các bạn này, đây. Gió rất là lớn. Không biết các bác có nghe rõ không thôi. Đây, xem một cái bông hoa này xem. Đó. Ôi, con Velvet nó còn bắt nét được, thấy được bông hoa. Con V50 chả thấy gì, đen xì xì luôn. Rồi, bông hoa vàng cho nào. Đây đang là khá là tối các bạn. Đó. Gió rất là lớn. Rồi ok, đi tiếp nào. Đây một bông hoa trong này rất là tối luôn. Hình như không có đào nhìn thấy gì luôn. Rồi tối quá các bạn. Không nhìn thấy gì. Con V50 cho cái nước ảnh nó vẫn trong hơn. Rồi ok. Đi tiếp. Ở chỗ này nó có cái ánh điện này. Ôi gió to lắm các bạn. Này. Không nhìn thấy gì. Con V50 đen ngòm luôn. Cũng chả có cái hoa nào mà nhìn nữa. À đây 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 có cái hoa này. À. Đó. Tối lắm các bạn, không nhìn thấy gì luôn. Rồi ok. Mình sẽ thử chạy xem nhá. Ồ, chạy nè. À mình đang chạy đấy. Ok. Giờ mình thấy bóng điện. Thấy cái bóng điện để mình mà nhìn. Đã như cái có ánh sáng này thì mình thấy cái con V50 có vẻ ổn hơn. Quay ban đêm cũng ổn hơn. Đó. Đây có một chỉ sợi cua thì phải. Rồi ok mình sẽ để chế độ 4K xem thế nào nhé. Rồi, đây là cái chế độ 4K 30fps thôi nhé. Tại vì cái con V50 ấy, nó chỉ đến 4K 30 thôi. Rồi. Không hiểu sao là cái con Velvet khi mà bật 4K
cảm giác nó chống rung tốt hơn hẳn luôn. Không hiểu được. Mình sẽ lại quay lại cái bông hoa lúc nãy xem thế nào. Ở chế độ 4K. Đó. Ở chế độ 4K ấy thì con V50 lại ngon, lại bắt lại nhìn thấy cái bông hoa này. Đó. Mặc dù điều kiện ánh sáng vẫn như thế thôi. Đang ở ban đêm mà. Đó. Ở chế độ 4K con V50 này nhìn ổn hơn. Rồi đi tiếp nào. Đi xuống cái chỗ tối tối lúc nãy nào. Đó, quá to các bạn. Rồi, ok. Sẽ đi tiếp. Đi lại cái bông hoa lúc nãy nhá. Và cả cái bụi cây này nữa. Đây, các bạn có thể thấy này. Ở chế độ 4K con V50 lại ngon. Lại ngon hơn hẳn cái con Velvet. Đây là trên điện thoại em đang nhìn thấy như vậy nhá. Không biết là hai máy tính thì như nào. Đây, cái bông hoa này lúc nãy đây. Đó. Đó, các bạn thấy không? Rồi, mình sẽ chạy lại một cái đoạn lúc nãy nhé. Rồi, ok, chạy này. Đấy, tay khá là rung. Nhưng không biết là các bác có thể thấy không? Đó. Này mình thấy cái con Velvet cái nó cho cái chi tiết tốt hơn, còn cái con V50 nó bị như kiểu bị bệt ấy. Đây trên màn hình điện thoại mình đang thấy như vậy. Rồi ok. Sẽ quay về cái xe. Ok, mình sẽ chuyển sang cặp trước nha. Rồi, đây là cái video bằng cặp trước. Đều để ở chế độ là Full HD 30fps thôi nhé. Còn V50 nó chỉ đến tới đấy thôi. Còn Velvet nó có thể lên được 4K. Tí nữa mình sẽ test 4K luôn nhé. Kia sau là mình sẽ tự bật cái chế độ 4K trên cái con Velvet xem là thế nào nhé. Chứ hiện tại bây giờ rất là tối, hai con đều nhìn không thấy gì luôn. Đó. Chạy. Mình nghĩ cặp trước thì chúng tôi không ổn đâu, cho nên cũng không cần test cái đấy. Rồi ok, mình sẽ chuyển sang 4K của con Velvet xem thế nào nhé. Đây là cái video 4K ở con Velvet nhé. Cái con V50 nó chỉ có đến Full HD 30fps thôi. Còn cái con Velvet nó lên được 4K. Thì đây đang so 4K với Full HD đây. Mình sẽ đi vào chỗ sáng sáng nha. Chỗ này tối quá. À, 4K nó cũng không có có cải thiện được nhiều. Mình cảm giác nó còn xấu hơn hay sao ấy. 4K rồi đấy. 4K trên con Velvet đấy. Đó. Ôi trời, tối kinh khủng luôn. Giờ đã mới ra cái chỗ quay điện một tí nè. Các bạn thấy không? Đây quay điện một tí nè. Có cái lùm cây này. Gió khá là mạnh các bạn. Có thể các bác không nghe thấy tiếng em nói mất. Rồi ok. Đó. Chỗ này sáng này, ánh sáng một tí này. Đó. Rồi ok. Em thấy là cái con Velvet mà quay ban đêm hay chụp ban đêm thì có vẻ kém, không được ổn.
Rồi ok. Đây là các bác có thể biết được rồi đấy. Ok, cảm ơn các bác nha.